Xin chào cả nhà. Đây là cái rổ rau cải của mình đấy mọi người. Hôm trước trồng 4 cây, nó bị chết mất 1 cây rồi. Là mình bổ sung thêm một cây bé bé này vào. Chắc là nó cũng sẽ lên thôi. Một thời gian nữa là nó cũng sẽ lên tốt như những cây này. Nhìn ngon quá phải không? Chỉ là trong một chiếc rổ cũ bỏ đi. Bây giờ mình sẽ bê cái rổ cải này ra ngoài, tí mình thu hoạch cái lá già và lá mình tẻ để có chỗ để mình vào mình thu hoạch những cái cây dền đỏ và dền quang này. Mọi người nhìn thấy cái dền đỏ và dền quang có ngon không? Rất là ngon đúng không ạ? Mình đang tính là những cái cây dền này là mình nhổ cả gốc hay là chỉ hái ngọn thôi. Chỗ này thì thưa này, có khi mình cắt ngọn này. Đấy, còn chỗ này dày thì có khi mình nhổ cả gốc để cho những cây con nó lớn nó phát triển lên. Đây, cái dền đỏ này, cái dền khoang này có khi mình nhổ cả gốc này như này đấy. Được rồi, độ mật độ dày như thế là mình thấy là cũng được rồi đấy. Bây giờ còn mấy cái cây cao to như vậy thì mình cắt phần ngọn để ăn. Mình chừa lại cái mắt này, phía dưới này đấy, để cho nó đâm mầm lên mọi người. Đây này, còn mắt lá này này, nó đang đâm mầm đấy. Mọi người có nhìn thấy không? Đấy, mình chườn lại nó. Đây cũng vậy này. Đấy, mình đã thu hoạch được bằng này rau dền. Rau dền đỏ. Rau dền khoang. Mình sẽ thu hoạch thêm một ít rau muống nữa. Thế là có bữa canh rau muống và rau dền luộc rồi. Còn đây là cái rổ rau cải của mình. Hôm trước mình trồng vào 4 cây đây. Bây giờ mình sẽ cắt tỉa phần lá già này, lá bánh tẻ này. Đến lứa để thu hoạch không có nó già mọi người ạ, thu hoạch hết. Sau đó bổ sung dinh dưỡng. Đây
Đây nó đang đâm rất là nhiều nhánh mới đây mọi người. Đấy. Đây thứ nách lá đã đâm mầm mới rồi đây này. Sau khi thu hoạch thì chỉ còn lại như thế này. Nhìn nó thông thoáng phần mặt chậu. Đây là phân thỏ đấy mọi người ạ. Mình bổ sung phân thỏ vào đây. Nó vẫn còn chưa hết cái chất dinh dưỡng này. Cho nên là tí nữa mình có bổ sung phân thì mình chỉ bổ sung thêm ít nữa thôi. Vào những chỗ này. Đấy. Và xới lại cái giá thể này cho nó tơi xốp. Đây là số cải bẹ xanh mình vừa mới thu hoạch. Nhìn ngon ơi là ngon. Nên để đựng trong chiếc giỏ xinh xinh nữa chứ. Còn đây là luống cải bữa trước mình đã thu hoạch và chia sẻ video cho mọi người cùng theo dõi đấy. Hôm nay lá nó đã lại lên phát triển rất là lớn như thế này. Lại phải thu hoạch thôi mọi người ạ. Còn phần giá thể phía bên dưới này, mình có rải một cái lớp cuộn và lá già của mùng tơi đấy. Thế mọi người thấy là qua quá trình nắng này, rồi mình tưới nước này, đấy nó đã phân hủy dần đấy. Và dần dần sẽ trở thành nguồn dinh dưỡng rất là tốt. Đấy, nguồn phân rất là tốt cho cây mà không ảnh hưởng đến môi trường. Mọi người hãy cùng mình tiếp tục đi thu hoạch những cái cây cải bẹ xanh này nhé. Cứ thu hoạch như thế này thì ăn được rất là nhiều lứa. Anh ơi, anh đợi em với. Dạ. Con gái thì cũng có mứa bà. Cho có thì sao phải để cho con chứ. Thì con hàng đầu chứ.
quay này còn hai quả cắt này. Anh ơi anh để em ấy cho. Anh lên đi anh để em ấy cho. Cắt nhá. Vâng. Cắt quả bí này. Anh ơi, anh để cho em ấy cho. Chặt giỏ rồi ạ. Chặt giỏ rồi. Bà, thu hoạch cho con gái đây. Đó, mọi người ngon không? Ông xã nhà mình lại thu hoạch cho những cái trái mướp này. Cái sò kéo lên trên. Nhìn đúng như khung cảnh quê, sông nước, với những dàn mướp, dàn bí, dàn bầu. Đấy, đã được 3 quả mướp với 1 quả bí rồi mọi người. Hai trái bí. Đây anh bỏ vào cái rổ, thêm vào rổ này. Quả này già cắt được rồi. À. Bí càng để già trên cây càng tốt mà. Ăn trên nó chua, nó không ngọt như kiểu nó ngọt. Hôm nay mình thu hoạch 2 trái bí để biếu anh chị mình ở Quảng Ninh về chơi thôi. Thì mấy trái mướp đó. Còn đây là những trái mướp còn non. Những trái mướp này chỉ vài ba hôm nữa là lại cho thu hoạch thôi mọi người. Dưới dàn bí này rất là mát mọi người ạ. Chân thì lội xuống sông. Dàn mướp che nắng ở trên đầu. Dàn mướp này mà cấy ở trên sân nhà thì mát phải biết. Nhiều người ở thành phố ấy, họ cấy ở trên sân thượng để che mát cho rau ở phía dưới, tránh cái nắng nóng trên tầng cao của vườn. Ở đây một quả nữa. Bí cứ nằm ủng ục ủng ục. Bối giải đây là bên kỹ thuật. Đây là thành phẩm thu hoạch được của hai vợ chồng mình. 4 trái mướp và 2 trái bí. Còn đây là thành phẩm sau bao ngày chăm sóc. Lần đầu tiên mình cấy cà tím quả dài như thế này. Mình mê cái loại cà này bởi vì là màu sắc của nó đẹp. Và quả cũng rất là đẹp. Ăn thì nó nhũn nhưng mà mình cứ thích trồng. Trồng để cho nó đẹp mọi người ạ. Trồng rau ngoài mục đích ăn thì còn để cho nó đẹp nữa. Ở dưới đây mình đã bỏ bổ sung phân thường xuyên. Và ngoài ra mình còn bỏ thêm các loại rau củ quả linh tinh vào đây, vào gốc để nó giữ ẩm và bổ sung dinh dưỡng cho cái cây. Hứa hẹn đợt tới là sẽ ra nhiều trái. Mình yêu lắm nên muốn quay đi quay lại mọi người ạ. Còn đây là những hạt mầm mùng tơi. Bắt đầu lên 2 lá mầm. Mình gieo mùng tơi để bổ sung vào những cái thân già cỗi. Mình đang vứt bỏ dần những cái cây mùng tơi già cỗi ở trên vườn. Đấy, sau này những cây này lên được 4 lá mầm, 4 đến 6 lá mầm thì mình sẽ đánh ra.
và cấy thay thế. Chứ không thì mùng tơi mình cắt ngọn thì nó chóng bị lụi hơn là mùng tơi để cho nó neo ràng. Hôm nay khoe cả rau muống với mọi người. Trong ánh nắng bình minh, những mầm rau muống đâm và mọc lên tua tủa. Nhìn thích mắt không mọi người? Wow, một chú bướm trắng. Bướm trắng đang bay dập dờn, trông như những chiếc nơ bay. Nhìn non không mọi người? Non ơi là non luôn ý. Đã ơi là đã. Cải bó xôi cũng đến kỳ thu hoạch được rồi đấy mọi người. Tốt tùm. Nhà mình không ăn cải bó xôi. Để tí thu hoạch cho gà. Đấy. Non đâu là non. Có lẽ mình xin chào mọi người nhé. Video ngày hôm nay của mình xin tạm dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.